kinh văn thử danh công dụng lăng suất quá việt ngộ tắc vô cữu phi vi thánh chứng giác liễu bất mê kiểu tự tiêu yết nhược tác thánh giải tắc hữu cuồng ma nhập kỳ tâm phủ kiến nhân tắc khoa ngã mạn vô tỷ kỳ tâm nãi trí thượng bất kiến phật hạ bất kiến nhân thất ư tránh thọ đương tổng luân trị việc dịch đây gọi là dụng công đến lướt quá mức nếu nhận biết thì không sai lầm đó không phải là chứng thánh nếu biết rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ khi gặp người sẽ khoe khoang về mình cực kỳ ngã mạn tâm họ đến mức trên không còn thấy chư phật dưới không thấy có ai nếu bỏ mất tránh định sẽ bị chìm đắm Giảng nay quý vị đang nghe giảng kinh thủ lăng nghiêm Bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan trọng Nói về 50 hiện tượng ma sự phát sinh từ ngũ ấm Nếu những người tu hành mà không hiểu 50 hiện tượng ấm ma này Họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng ngũ ấm ma này Thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh khoác lác Làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng do vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần năm mươi hiện tượng ấm ma này sẽ giúp cho quý vị biết được từng loại cảnh giới khi tu hành đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức trạng thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành vì hậu quả từ công phu thái quá chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng mãnh như vậy chẳng có gì lầm lỗi trong sự dõng mãnh tinh tấn nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao năng lực tu tập tránh pháp nhưng quý vị không nên tự phụ nói rằng ồ ta chính là phật vậy ông là phật Đức Phật đã giảng tam tạng và 12 bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu tạng kinh, ông còn chưa hiểu được kinh tạng, thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật, vậy có phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thế thì sao ông lại dám tuyên bố rằng ông thành Phật được? Ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và giảng giải danh mạch tam tạng 12 bộ kinh, thì cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy mọi người trên thế gian đều kính mến quý trọng Đức Phật nên muốn mình cũng thành như Phật để sau khi chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chết người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành cho bụi sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh, hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng mãnh như thế, miễn ông hiểu rằng đó chỉ là một cảnh giới và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả thánh, trạng thái đó không phải là chứng thánh. Nếu ông nhận rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất, nhưng nếu tự cho mình chứng thánh, nói rằng ồ ta đã thành Phật liền bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ 50 hiện tượng ấm ma, thì làm sao mà thành Phật được? Loại ma này là một trong những loại ma ngông cuồng cống cao ngã mạn Nó len vào tâm ông, chiếm ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma vương sẽ kiểm soát và hành động như người ấy. Khi gặp bất luận người nào, liền khoe khoang về mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình. Mọi người đều sai trái hết thảy, chỉ có riêng mình nó là đáng trọng thôi, nó nghĩ nó đã thành Phật. Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người, tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính hắn ta là Phật, và không còn thấy người nào dưới mình nữa thế thì anh ta thấy cái gì anh ta nói mọi người đều là phật chính anh ta cũng là phật chẳng có vị phật nào ở trên anh ta nữa trong tương lai cũng không có vị phật nào hơn đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai ở dưới mình nữa nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm nếu không duy trì chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc